Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi. Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày và hơn 1,23 triệu người đã bị ảnh hưởng. Ở quận Huy Rong, Huệ Châu thậm chí tương đương với lượng mưa 1,55 ở Bắc Kinh. Tính đến thời điểm hiện tại, 7 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 người bị điện giật. Tính đến tuần qua, do mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, 27 quận và huyện đã bị lũ lụt, 1,237 triệu người bị ảnh hưởng, 127.000 người phải di rời đến nơi an toàn, 43 ngôi nhà bị sập và 44.700 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,002 tỷ nhân dân tệ. Bà Ly, người dân thị trấn Chen Jian cho biết, do tôi đang làm việc tại thị trấn Chen Jian nên nhà gần như ngập nước. Mức ngập ở thị trấn Simapu là khoảng 1,5 m. Địa hình của thị trấn Chen Jian tương đối cao. Các chuyên gia từ đài quan sát khí tượng tỉnh Quảng Đông cho biết, nguyên nhân chính gây ra mưa lớn là do áp thấp gió mùa, luồng phản lực vịnh Bengal và Biển Đông, luồng không khí đông nam ở Tây Thái Bình Dương hội tụ ở bờ biển Quảng Đông. Lần này, 23 hồ chứa ở Quảng Đông đã vượt mực nước cao nhất và có báo cáo về các trường hợp tử vong do đuối nước hoặc điện giật từ khắp Quảng Đông. Lượng mưa hàng ngày ở Huệ Châu, Quảng Đông vượt quá 1.000 mm, phá kỷ lục lịch sử của Quảng Đông và bằng lượng mưa 1,5 năm của Bắc Kinh. Nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng trên Weibo rằng nhiều người bị mắc kẹt trên lầu và bị chết đói, không có nước và điện và không thể liên lạc bằng điện thoại di động. Một số cư dân mạng chỉ trích rằng các công trình thoát nước và chức năng trữ nước của địa phương còn kém. Mỗi trận lũ lụt đều gây ra thương vong và thiệt hại về tài sản, đồng thời họ cho rằng chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm. Những ngày gần đây, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam Đài Loan. Chu Hải ở Quảng Đông cũng xảy ra mưa lớn. Đây là trận mưa bão lớn nhất ở Chu Hải trong lịch sử 10 năm qua, đã gây ra hơn 10 vụ sạt lở núi và hơn 4.000 người buộc phải di rời do sạt lở đất. Đất sạt lở, đá lăn từ trên núi xuống đè trúng một số phương tiện trong khu dân cư. Tường nhà của một số người dân cũng bị đá rơi xuyên thủng, nhưng qua ảnh có thể thấy rõ tường của nhà dân này rất mỏng. Mưa lớn cũng khiến các nhà để xe ngầm ở một số khu dân cư bị ngập, các phương tiện không được chuyển đi kịp thời nên bị ngập trong nước. Kể từ đầu tháng này, nhiều khu vực của Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn, khiến ít nhất 53 người chết hoặc mất tích. Dự kiến trong 5 ngày tới, Trung Quốc đại lục sẽ lại hứng chịu mưa lớn trên diện rộng từ Tây sang Đông. Trong số đó, mưa lớn sẽ bắt đầu vào ngày mai ở khu vực miền Trung và miền Nam. Tại khu vực miền Nam, Trung Quốc cũng đang hứng chịu mưa lớn, nhiều tỉnh bị ngập lụt. Trong số đó, Quảng Tây, Quảng Đông và Vân Nam bị lũ lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, tại thị trấn Đại Đường, huyện Tân Thành, thành phố Lai Tân, Quảng Tây có 3 học sinh bị lũ cuốn trôi, 2 em thiệt mạng trên đường đến trường. Theo người dân địa phương, một số học sinh từ làng Lu An, huyện Xin Trang, thành phố Lai Bin, Quảng Tây đã đi xe tải đến trường học và trường mẫu giáo trong thị trấn vào sáng hôm đó. Xe bị lũ chặn ngang đường, tài xế yêu cầu các học sinh xuống xe đi bộ. Hậu quả là do nước chảy xiết, 3 học sinh không may bị trượt chân rơi xuống nước. Một trong những học sinh đã được giải cứu kịp thời và tính mạng của học sinh đó không bị nguy hiểm sau khi được giải cứu. Nhưng 2 học sinh kia đã bị cuốn vào gành và càng ngày càng lao ra xa. Khi dân làng tìm thấy 2 học sinh này sau đó thì cả 2 không còn thở. Ngoài ra, huyện Bình Nguyên, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông cũng hứng chịu lũ lụt. Dòng nước lũ cuốn trôi đường xá, phương tiện bị ngâm trong nước, người dân Thâm Quyến cũng đang đi bộ trên đường phố trong nước và những chiếc ô tô cũng trôi nổi trong nước. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán huyện, tỉnh Vân Nam ngày hôm qua cũng thông báo lượng mưa lớn tại địa phương gây ra nhiều nơi lũ lụt nguy hiểm, khiến hơn 120.000 người tại 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, hơn 150 ngôi nhà bị hư hại, hơn 130 con đường và cây cầu bị sập, các cơ sở thông tin liên lạc và điện cũng bị hư hại nghiêm trọng. Tại huyện Quảng Nam, huyện Văn Sơn, tỉnh Vân Nam cũng bị mưa lũ tàn phá nặng nề, đường xá lún sụt gây sạt lở, đổ sập nhà cửa, cây cối gãy đổ, xe cộ trôi dạt theo gành thác. Tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cũng đã hứng chịu mưa lớn kể từ cuối tháng trước và lượng mưa ở nhiều nơi đã phá kỷ lục lịch sử. Theo báo cáo chính thức, dân số bị ảnh hưởng ở Quảng Đông đã lên tới 1,41 triệu người và ít nhất 7 người đã chết. Trong số đó, Chao Han là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị lũ lụt bao vây trong 5 ngày. Một số nạn nhân phàn nàn rằng các nguồn cung cấp cứu trợ tư nhân đã bị chính phủ chặn lại. Mưa lớn đã tấn công Quảng Đông, trong đó khu vực Triều Sơn là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các quận Triều Dương và Triều Nam của Sán Đầu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thống kê chính thức, tổng cộng 279 trường tiểu học và trung học cơ sở bị ngập nặng, một số trường ngập sâu tới 2 m và không thể đi học lại như dự kiến. Ngày hôm qua, tại thị trấn Simapu, quận Chao Nan, 3 em nhỏ bị nước cuốn trôi và tử vong. Vào đêm qua, một người cha và con gái bị điện giật chết ở làng Gomei, thị trấn Đông Pheng, quận Chao An, thành phố Triều Châu. Nước, điện và thực phẩm trong khu vực thiên tai đã bị cắt trong nhiều ngày và nhiều người đã gửi tin nhắn yêu cầu giúp đỡ. Ông Lin,
một người dân ở thị trấn Dinh Giao, quận Triều Dương, thành phố Sán Đầu, phàn nàn rằng mặc dù địa hình địa phương tương đối thấp, nhưng hệ thống thoát nước của chính quyền chưa được thực hiện tốt, thông thường khi trời mưa sẽ bị ngập hàng chục cm. Trận lụt này là một sự lặp lại của lịch sử, ông Lim nói, không có điện, không có nước, mà nước cũng không rút. Hôm nay là ngày thứ 5 tôi bị mắc kẹt trong nhà, khi nước ngập sâu nhất nó cao hơn 3 mét, chạm tới tầng 2. 5 năm trước cũng đã bị ngập một lần, đến bây giờ vẫn ngập, chắc chính quyền vẫn chưa cải thiện được hệ thống thoát nước. Chính quyền bỏ mặc người dân không cứu trợ, có rất nhiều người đi lấy đồ dùng và thực phẩm cứu trợ từ các tình nguyện viên tự tổ chức, nhưng chính phủ đã ngăn họ lại và nói rằng họ sẽ vào vùng thảm họa nhân danh chính phủ để cứu trợ thiên tai. Bà Shen, một người dân ở quận Chao An, thành phố Triều Châu, khóc lóc nói với các phóng viên rằng việc cống bị tắc là nguyên nhân khiến nước tù đọng nhiều ngày. Bà chưa bao giờ thấy chính quyền cử người đến khơi thông cống. Bà Shen cho biết, nước ngập rất sâu, tôi đã phải chịu rất nhiều mất mát, tôi đã khóc khi nước tràn vào, máy móc và mọi thứ đều hỏng hóc. Cống thoát nước bị tắc và nước dâng lên rất nhanh khi trời mưa. Nước vừa rút được một đoạn vào đêm qua, nay trời mưa, nó lại đầy, đường đầy bùn đất, khó đi và không ai dọn dẹp. Cục Dân Chính tỉnh Quảng Đông đã báo cáo rằng, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, 29 quận trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với dân số 1,41 triệu người, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,515 tỷ nhân dân tệ và 64.400 hectare cây trồng bị hư hỏng. Ngoài ra, Lipo, Enguo Trang và Miao Autonomous Prefecture, tỉnh Vân Nam cũng bị lũ lụt, giao thông bị gián đoạn, nhiều ngôi nhà bị hư hại, 5 người thiệt mạng, 5 người bị thương và 16 người mất tích. Thưa quý vị và các bạn, gần đây, ngoại trừ khu vực phía Tây của tỉnh Hải Nam, thì tỉnh Hải Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn gây ngập úng, hơn 300 ngôi làng bị nước nhấn chìm, 1,3 triệu người bị ảnh hưởng, di trường học tại các thị trấn ở Hải Khẩu đã đóng cửa nhiều ngày, người dân đã xảy ra khủng hoảng do thiếu lương thực. Đồng thời, một cơn bão mạnh có thể tiến thẳng vào đảo Hải Nam trong vài ngày tới, khiến tình hình địa phương càng thêm khó khăn. Theo các báo cáo, một đợt mưa lớn mới ở Hải Nam đã nhấn chìm 300 ngôi làng và hơn 700 hồ chứa tiềm ẩn nguy hiểm. Hồ chứa An Linh ở thị trấn Long Quang, thành phố Hải Khẩu đã gặp nguy hiểm vào chiều ngày thứ tư. Ông Hoang từ thị trấn Long Quang nói với các phóng viên rằng, khu vực địa phương đã hết lương thực. Ông Hoang cho biết, ở đây nhiều thiên tai lắm, hồ chứa của chúng tôi gần như bị sập, nông dân không có gì để ăn và đang chết đói. Nước ở đây ngập rất sâu và chúng tôi không thể thoát ra được. Nước đã cuốn trôi mọi thứ trên đường đi và gạo bị ngập hoàn toàn. Dân làng và các quan chức chính quyền ở thị trấn Long Quang tiết lộ rằng, tình hình thiên tai ở địa phương rất nghiêm trọng và các trường học bị ngập lụt nghiêm trọng đã phải đóng cửa trong nhiều ngày. Ông Lý cũng cho biết, gà vịt cũng bị lũ cuốn trôi, rau và gạo cũng hết sạch, cơ bản là không có thức ăn để mua, đường xá thì không thể đi lại được. Vào mấy ngày trước tất cả các trường học đều đóng cửa, một quan chức chính phủ cho biết, mực nước trên sông Nan Du đã ngập đến tầng 1 và trường học không thể tổ chức các lớp học. Chúng tôi đã nghỉ hè từ ngày đầu tháng và bây giờ chúng tôi không thể ra ngoài. Thiệt hại nghiêm trọng do nước ngập sâu, nhiều thứ không thể di chuyển ra ngoài. Có đến 50 đến 60 căn phòng bị sập, những nơi nước ngập bị cắt và không có nước sạch. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, siêu bão số 5 sẽ đi vào khu vực phía Đông Biển Đông từ đêm ngày thứ 5 đến rạng sáng ngày thứ 6. Trong vài ngày tới, các khu vực ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Phúc Kiến sẽ có mưa dông lớn gây ngập úng và lũ lụt trên núi, sạt lở đất và các thảm họa khác. Kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa, huyện Minh Kinh, tỉnh Phúc Kiến lại xảy ra lũ lụt thảm khốc. Thông báo chính thức của Trung Quốc vào tối ngày thứ 5 cho biết, theo thống kê tối qua tổng cộng 60 người đã chết, nhưng ước tính của người dân đưa ra số người chết lên tới hàng nghìn người và nhiều người khác vẫn đang mất tích. Cư dân thị trấn Ban Do, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã chỉ trích chính quyền địa phương cố tình che đậy số người chết nhằm trốn tránh trách nhiệm về việc xả lũ thiếu chính đáng của hồ chứa. Theo thông báo chính thức của Phúc Kiến, tính đến 18 giờ ngày hôm qua, 69 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích tại tỉnh Phúc Kiến do ảnh hưởng của cơn bão số 5. Trong số đó, 60 người chết ở Minh Kinh, quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một cư dân mạng đã tung tin rằng hơn 40 người đã chết ở làng Tăng Gô và hiện đang có hơn 800 xác chết trong đợt lũ lụt này đã bị thiêu trong lò hỏa táng trong 2 ngày qua. Một người dân giấu tên ở làng Tang, thị trấn Ban Dong, tin tức chính thức và số liệu thống kê chắc chắn là sai sự thật. Tôi có thể chắc chắn rằng có hơn 60 người, có hơn 40 người chết ở quê hương Tango của tôi. Nhiều người không thể tìm thấy, những chết xác đào lên ở những nơi tương đối trũng mấy ngày không đốt được. Bây giờ chúng tôi rất tức giận vì chính quyền không làm gì cả, lại còn đưa tin sai sự thật như vậy. Người dân thị trấn Ban Dong cho biết, có 3 hồ chứa địa phương do tư nhân thuê nuôi cá. Trong đó có một hồ bị nứt do xả lũ không đúng quy trình nên nước ngập đến 2 tầng nhà. Toàn bộ nhà đất bị sập vì đã không thể tránh được và rất nhiều người chết một cách đáng tiếc. Vì vậy họ đã che đậy sự thật. Ông Lưu, một chủ cửa hàng ở thị trấn Ban Dong cho biết, nước từ hồ chứa được xả ra quá nhanh. Nhiều thế hệ người dân chưa bao giờ thấy một lượng nước lớn như vậy. Nó đã nhấn chìm He, Ta Hoang, Ban Dong, Bai Hong và Bai Hang.
cũng có rất nhiều người chết, khoảng 100 hay khoảng 1.000 người và chính phủ thậm chí không báo cáo điều đó. Theo dữ liệu chính thức mới nhất từ Minking, tính đến 18 giờ ngày thứ Ba, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới khoảng 79.500 hecta, 8.299 ngôi nhà bị sập. Tất cả 11 thị trấn ở phía Nam, bao gồm Manjong, Ta Hoang và He đều bị ảnh hưởng. Nước, điện và thông tin liên lạc bị cắt. 1/3 dân số của quận bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với khoảng 116.900 người và thiệt hại kinh tế khoảng 5,23 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Theo tin tức từ CCTV của Trung Quốc cho biết, do lượng mưa lớn liên tục, đoạn An Khang của sông Hàn, Trung Quốc đã phải trải qua trận lụt lớn nhất kể từ mùa mưa lũ năm nay. Đường phố ở nhiều khu vực của tỉnh Thiểm Tây bị ngập lụt và lượng mưa cũng lớn gây sạt lở đất và giao thông tê liệt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã chuyển và sơ tán 5.093 hộ gia đình với tổng số 12.966 người. Sáng sớm ngày thứ Tư vừa qua, do lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lưu lượng dòng chảy xả ra của nhà máy thủy điện Suhe, nơi có thành phố Chunyang, An Khang, Thiểm Tây, đạt 8.000 mét khối trên giây. Tổng cộng 42 trạm khí tượng ở thành phố An Khang cho thấy lượng mưa vượt quá 70mm vào ngày thứ Tư và lượng mưa tích lũy tối đa đạt 108,8mm. Tính đến 6 giờ ngày thứ Tư, tổng cộng 12.966 người đã được sơ tán khỏi thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây. Lượng mưa lớn liên tục khiến ngọn núi ở khu vực Xixiang của thành phố Hán Trung và khu Tây Dương của thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụp đổ, nên đường ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún và sạt lở tạo thành hố sâu, khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Nhiều phương tiện bị rơi xuống hố, may mắn thay không có báo cáo thương vong. Vừa qua, một đoạn video về lũ lụt bùng phát ở các sa mạc lớn ở Tân Cương và Nội Mông đã được đăng tải trên mạng Internet. Nhiều người than thở vì điềm báo ngày tận thế, vì sa mạc ở phía Bắc Trung Quốc liên tục hứng chịu lũ lụt và hồ Poyang ở phía Nam khô cạn. Năm nay, hiếm khi xảy ra hiện tượng nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Nam Trung Quốc, đồng thời vùng hạ lưu sông Dương Tử và hồ Poyang gần như khô cạn. Sa mạc lớn phía Bắc bị ngập lụt bởi những trận mưa xối xả. Cư dân mạng than thở rằng đó là điềm báo về sự tuyệt chủng của ngày tận thế và chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tàn phá môi trường. Một cư dân mạng Tân Cương đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy thời tiết hôm đó nắng đẹp nhưng một dòng nước đục đang chảy trên sa mạc. Cư dân mạng giải thích rằng do tuyết ở dãy núi Côn Lôn tan chảy và có thể có mưa lớn trên núi nên lũ quét hình thành và dồn dập tuôn ra khỏi núi và lũ lụt hiếm khi xảy ra trên sa mạc. Cùng ngày, mưa lớn đã đổ xuống Nội Mông, nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng tải video trên Weibo ngạc nhiên rằng đại sa mạc thực sự đang mưa rất lớn. Những video này cho thấy sa mạc Alasa, sa mạc Muus và sa mạc Kubuki của Nội Mông đều đang mưa rất lớn. Một số cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video cho thấy gần hồ Tianchi ở sa mạc Asa, do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, mặt đất bị bao phủ bởi một đại dương mênh mông và lũ lụt màu vàng đang tràn về. Ngoài ra, nhiều nơi ở vùng An Thay, Tân Cương đã xảy ra đợt tuyết rơi đầu tiên ngay sau khi bước vào mùa thu. Độ dày của tuyết ở một số khu vực vượt quá 10cm và nhiệt độ xuống âm 4 độ C, sớm hơn một tháng so với các năm trước. Cùng thời điểm với những đợt mưa lớn liên tục gây ngập úng ở miền Bắc, cùng kỳ các năm trước ở miền Nam năm nay tiếp tục nắng nóng và khô hạn. Ngoài ra, diện tích nước của hồ Đông Tinh đã giảm 60%, mặt nước của hồ Poyang đã co lại thành một con kênh dài và hẹp như tia chớp, đáy hồ biến thành thảm cỏ xanh mướt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt câu hỏi, miền Nam cực kỳ nóng và khô, còn miền Bắc thì ngập trong những cơn mưa xối xả. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới? Có cư dân mạng Trung Quốc còn bình luận đầy ẩn ý. Trời đã đổi, thế giới cũng đổi, thế kỷ rồi vẫn chưa thay đổi được tình thế. Trên Twitter của nước ngoài, nhiều cư dân mạng thoải mái lên tiếng cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời chống đất trong nhiều thập kỷ, hủy hoại môi trường sinh thái và gây ra thiên tai thường xuyên như hiện nay. Năm nay, đại lục hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng hiếm có trong thế kỷ.
cư dân mạng mới đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng một trận động đất lớn kéo theo một trận hạn hán lớn. Năm 1972, Yang Qinggu đưa ra phương pháp dự báo thời kỳ trọng tâm về các trận động đất lớn liên quan đến động đất khô. Yang Qinggu dự đoán trận động đất Hengcheng năm 1975, đặc biệt là trận động đất Đường Sơn năm 1976 trong những năm 1980. Ông đã xuất bản cuốn sách chuyên khảo mối quan hệ giữa hạn hán và động đất của Trung Quốc. Ví dụ đáng chú ý nhất là trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên năm 2006-2007 và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Đại lục năm nay cực kỳ nóng, cư dân mạng gần đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng sẽ có một trận động đất lớn sau một đợt hạn hán lớn. Lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là rất quan trọng. Không nhiều người biết về lý thuyết này, nhưng nó không phải là người báo động. Theo Bách Khoa Toàn Thư, người đưa ra lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là Yang Qinggu. Ông là một nhà địa chất của Cục Quản lý Động đất Nhà nước. Khi ông nghiên cứu mối quan hệ giữa động đất và khí tượng học, ông đã phát hiện ra rằng tâm chấn của một trận động đất lớn từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trước trận động đất từ 1 đến 10 phút. Trong 3 năm, vùng này thường là vùng khô hạn, diện tích vùng khô hạn càng lớn thì độ lớn của trận động đất càng lớn. Nếu động đất xảy ra vào năm thứ 3 sau đợt hạn hán, cường độ sẽ lớn hơn năm thứ nhất. Yang Qinggu quê ở Bắc Kinh, ông hiện là phó giám đốc Ủy ban chuyên môn dự báo thiên tai của Hiệp hội Địa vật lý Trung Quốc, đồng thời là cố vấn khoa học của chương trình toàn cầu của Liên Hợp Quốc về quản lý và giảm nhẹ thiên tai. Yang Qinggu giải thích tại sao động đất xảy ra sau hạn hán. Mà nguyên nhân trực tiếp của động đất là sự giải phóng ứng suất bên trong của lớp vỏ một cách tập trung. Tuy tốc độ giải phóng ứng suất rất ngắn, nhưng thời gian ủ động đất rất dài. Trong quá trình ủ động đất không chỉ có các quá trình cơ học mà cũng như các quá trình nhiệt, điện và từ khác nhau ở các phản ứng hóa học vật lý. Trong quá trình này, lượng năng lượng khổng lồ được giải phóng có thể gây ra những thay đổi bất thường ở tầng khí quyển thấp hơn. Trong thời gian xảy ra trận động đất lớn do sự gia tăng của nhiệt địa, nhiệt mặt đất xuất hiện khô và nóng. Điều này sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng hơi nước trong không khí và giảm độ ẩm, sẽ làm cho các đám mây khó hình thành. Việc không có mây che phủ cho phép mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất. Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn. Theo lý thuyết của ông, không phải hạn hán gây ra động đất mà là những thay đổi địa chất, đặc biệt là ở khu vực động đất từ 1 đến 3 năm trước trận động đất lớn, làm tăng nhiệt độ mặt đất và hình thành một vùng áp suất cao đặc biệt, làm thay đổi cục bộ môi trường khí hậu khó xảy ra mưa nên hay xảy ra hạn hán. Nghiên cứu của Yang Qinggu cho thấy từ năm 1956 đến năm 1971 có 46 khu vực khô cằn trên cả nước, trong đó có 39 khu vực khô hạn phải hứng chịu các trận động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên trong vòng 1 đến 3 năm sau thảm họa và khả năng xảy ra một trận động đất lớn sau một trận động đất lớn trước đó. Hạn hán cao tới 84,8% thì chỉ 15,2% các khu vực khô cằn không trải qua các trận động đất lớn trong vòng 3 năm sau thảm họa. Yang Qinggu chỉ ra rằng trong mối quan hệ giữa hạn hán và động đất không giống như hạn hán trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp, thiếu lượng mưa trong thời kỳ sinh trưởng của cây trồng dẫn đến giảm sản lượng ngũ cốc được gọi là hạn hán. Tuy nhiên, hạn hán trong mối quan hệ hạn hán động đất là hạn hán nghiêm trọng kéo dài trên diện rộng và khu vực bị phá vỡ giá trị lượng mưa thấp nhất trong nhiều năm là một tín hiệu rõ ràng để xác định vùng có nguy cơ động đất. Yang Qinggu cũng trích dẫn một số ví dụ gần đây. Ví dụ năm 1972, miền Bắc Trung Quốc phải hứng chịu một trận hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Kết quả là trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở Hà Thành, Liêu Ninh vào năm 1975 và trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Đường Sơn vào năm 1976. Năm 1972, một trận động đất hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nam. Năm 1973, một trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ở Lô Hô, Tứ Xuyên. Năm 1974, một trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra ở Giao Tông, Vân Nam. Nếu các ví dụ trên không đủ rõ ràng, đã có một trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên vào năm 2006-2007 và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Năm 2006, Tứ Xuyên và Trùng Khánh của Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng. Một số khu vực bị hạn hán cả thế kỷ mới có một lần. Nhiệt độ ở một số khu vực nhiều lần vượt ngưỡng trên 40 độ, thậm chí có nơi còn cao tới 44 độ. Đáng sợ hơn là hạn hán này kéo dài đến năm 2007.
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở Vân Xuyên. Lần này đang diễn ra một đợt hạn hán quy mô lớn ở Trung Quốc và liệu có xảy ra một trận động đất lớn trong vòng 1 đến 3 năm tới hay không là điều đáng được quan tâm. Những ngày gần đây, Lu Media bận rộn lên tiếng bác bỏ tin đồn. Thưa quý vị khán giả, chiều ngày thứ Bảy vừa qua, ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lu, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày 5 tháng 9 năm 2022, cũng đã xảy ra một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter tại huyện Lu, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Hình ảnh cho thấy ngôi nhà bị sập. Cùng ngày, mạng lưới động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 13 giờ 17 phút chiều, một trận động đất có cường độ 5,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lu, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, vị trí tại 29,61 độ vĩ bắc, 102,3 độ kinh đông, với tiêu cự sâu 12 km. Vào lúc 12 giờ 28 phút, Tân Hoa Xã của phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc. Từ 1 giờ 8 phút đến 15 giờ, danh sách ủy viên Trung ương Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt được công bố. Sau đó, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở Hạt Lụt. Trang web chính thức của trận động đất Trung Quốc cho biết trên Weibo rằng trận động đất lụt mạnh 5,0 độ Richter là dư chấn mạnh của trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cách đây không lâu với hai tâm chấn cách nhau 5 km. Tâm chấn của trận động đất 5,0 độ Richter nằm cách Hạt Lụ 39 km, cách thành phố Kanding 44 km và cách thành phố Thành Đô. Một cư dân mạng địa phương nói trận động đất chỉ mới xảy ra vào tháng trước và nó ở lại đây vào tháng này. Tôi vừa ăn xong và nó khiến tôi sợ chết khiếp. Cư dân mạng ở Thành Đô, Lạc Sơn và những nơi khác đều bày tỏ rằng họ cảm thấy chấn động. Một cư dân mạng khác lên tiếng, loại này không tìm được, mọi người chú ý cái gì. Một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra ở Hạt Lu vào ngày 5 tháng trước đó. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Từ Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Hình ảnh là một dàn đồ. Từ hai ngày trước đó đã có một trận mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh Thiểm Tây và lũ lụt ở huyện Mian ở Hán Trung đang rất nghiêm trọng. Vừa qua, Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng từ ngày đầu tháng, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và từ hai ngày qua, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm nay, có 47 tỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jingjiangge Yongku có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 5 giờ 55 phút ngày hôm nay là 1.370 mét khối trên giây. Và trạm thủy văn Yunhe Changgunpu có lượng đỉnh lũ vượt mức báo động 10 giờ ngày hôm nay là 1.760 mét khối trên giây. Hôm nay, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện ba đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Ca đã trải qua trận lũ 13.000 mét khối trên giây vào lúc 11 giờ ngày hôm nay, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy từ 8 giờ ngày thứ hai đến 19 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 45 mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa hơn 70 mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 110 mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Guaynan và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày mai, đoạn An Khang trên sông Hàn tiếp tục được báo động lũ. Hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà, lũ tiếp tục lên và dòng chảy trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 mét khối trên giây. Trong 24-72 giờ tới, đoạn Ba He trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm nay, nền móng ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xiên Tao, thị trấn Trinh Quan, huyện Yiyang, An Khang bị sụt lún và đổ sập. Hai ô tô cá nhân, một xe công trình và một số máy móc động bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra nên không có thương vong về người.
Bắt đầu từ ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yangyang, Yungu, Yunmong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm nay, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Các phương tiện truyền thông của Đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ Viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo cáo cho biết, đây đáng lẽ phải được coi là một lời ca tụng nhưng nó cho thấy rõ ràng rằng thảm họa lũ lụt đã xảy ra trong một thời gian và gây ra rất nhiều thiệt hại nhưng vẫn chưa có thông tin chi tiết nào được tiết lộ. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt. Theo trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ 2 ngày qua, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc giả vờ như không biết và chỉ đưa tin nhiều đợt mưa lớn mà không tập trung vào lũ lụt và những nơi khác nhau. Trận lụt toàn diện có thể chỉ mới bắt đầu như thường lệ. Đảng Cộng sản Trung Quốc che đậy những tin tức xấu và các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc không cần phải xuất hiện để kiểm tra. Tuy nhiên, Lý Khắc Cường đã phá vỡ một số sự thật. Trên trang web của Bộ Quản lý Khẩn cấp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát đi thông báo, Cục Quản lý Khẩn cấp của Văn phòng Quốc phòng hỗ trợ chính quyền địa phương làm tốt công tác chống lũ, cứu nạn khẩn cấp và đưa ra cảnh báo mưa lớn có nguy cơ mất an toàn cho 10 tỉnh, thành phố. Theo các nguồn tin, từ 8 giờ ngày hôm trước đến 8 giờ ngày hôm qua, 104 con sông ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và các nơi khác đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo và vượt quá lịch sử. Lũ lụt đã xảy ra ở một số đoạn của dòng chính của sông Bắc Giang, mực nước của dòng chính sông Tây Giang đã dâng cao. Tin tức cũng cho biết nhóm công tác đã được cử đến thiểu quan Meiju, Haiyuan, Qingyuan, Shaorao và Jingdezhen ở Quảng Đông, đồng thời điều động khẩn cấp các loại túi dệt, vải dệt nhiều lớp, thuyền xung kích, các trạm bơm và thoát nước dòng chảy lớn và lưới. Các vật liệu kiểm soát lũ lụt có thể thấy các tỉnh phía Nam không còn đơn thuần là mưa nhiều mà đã bị lũ tàn phá. Tin tức không đề cập đến tình hình cụ thể của thảm họa ở nhiều nơi, bao gồm cả số người thương vong và thiệt hại kinh tế. Tin tức cũng cho biết họ đã ban hành cảnh báo nguy cơ an toàn mưa lớn cho 10 tỉnh và thành phố bao gồm Cát Lâm, Sơn Đông, Hà Nam, Tứ Xuyên và Trùng Khánh, yêu cầu tập trung vào việc phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa như lũ lụt vừa và nhỏ. Các con sông có kích thước lớn, các cơn lốc xoáy ở núi, các thảm họa địa chất và ngập úng ở đô thị. Tình hình kiểm soát lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc không mấy lạc quan, nhưng các phương tiện truyền thông, Đảng cố tình né tránh. Vừa qua, Tân Hoa Xã đưa tin tại sao mưa lớn gần đây tiếp tục ở phía Nam và nhiệt độ cao vẫn tiếp tục ở phía Bắc. Báo cáo vẫn chỉ nói rằng một vài đợt mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc và Nam sông Dương Tử đã gây ra lũ lụt miền Nam và hạn hán miền Bắc gần đây và hoàn toàn không đề cập đến 104 con sông có lũ trên báo động. Báo cáo yêu cầu các chuyên gia thực hiện một số phân tích nói rằng mùa lũ lụt trước ở Nam Trung Quốc thường cao nhưng dự đoán rằng lượng mưa lớn liên tục ở Nam Trung Quốc sắp kết thúc. Cuối cùng đã cảnh báo rằng nó có thể gây ra lốc xoáy, núi, lở đất, sạt lở đất, ngập úng thành thị, nông thôn và các thảm họa khác. Các phương tiện truyền thông của Đảng bỏ qua các báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau của miền Nam và sẽ có rất ít người truy cập trang web của Ban Quản lý Khẩn cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, hầu hết mọi người biết rất ít về lũ lụt ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 6, khi Lý Khắc Cường chủ trì cuộc họp điều hành Quốc vụ Viện, mục đầu tiên được Tân Hoa Xã đưa tin là triển khai để tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Cuộc họp chỉ ra rằng lượng mưa lớn vẫn tiếp tục ở nhiều nơi ở miền Nam trong thời gian trước và các bên liên quan đã phản ứng kịp thời để cố gắng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Báo cáo cho biết, Quốc vụ Viện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã triển khai công tác kiểm soát lũ và đảm bảo an toàn cho các sông lớn và các hồ chứa lớn trong mùa lũ đã được ưu tiên hàng đầu.
đồng thời di chuyển người dân để tránh nguy hiểm và tái định cư hợp lý cho những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được xếp hạng ở phía sau. Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc có xử lý loại thảm họa nào đi chăng nữa, tính mạng con người không phải lúc nào cũng được đặt ở vị trí cao nhất, bảo vệ các con sông lớn đơn giản là không thể và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể kiểm soát được. Chúa ơi, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi trọng sự an toàn của các hồ chứa để ngăn chặn sự cố vỡ đập lũ lụt được xả ra khi mực nước vượt quá mức cảnh báo. Điều này thường làm trầm trọng thêm thiên tai lũ lụt do mưa lớn. Mực nước sẽ đột ngột dâng cao và thường không có cảnh báo trước nên người dân vùng bị thiên tai đã mất cảnh giác. Kính thưa quý vị, một thảm họa lũ lụt lớn đã xảy ra ở Trịnh Châu, đường hầm Bắc Kinh, Quảng Châu đã bị ngập trong một thời gian ngắn và tàu điện ngầm Trịnh Châu cũng nhanh chóng bị ngập. Kết quả điều tra và xử lý tương ứng vẫn chưa được công nhận bởi công cộng. Cựu thị trưởng Trịnh Châu, Hầu Hồng bị giáng chức làm vật tế thần. Vào thời điểm đó, trang web của chính quyền thành phố Trịnh Châu thông báo trong vài ngày qua, thị trưởng Hầu Hồng đã nhiều lần mạo hiểm đến các hồ chứa sông và các điểm nguy hiểm khác nhau trong mưa. Tại hồ chứa Trường Giang, Hầu Hồng đã kiểm tra con đập mực nước hồ chứa xả lũ chứa. Theo yêu cầu của chính quyền Trung ương, Hầu Hồng đặt sự an toàn của hồ chứa lên hàng đầu, đồng thời sắp xếp việc xả lũ của hồ chứa làm ngập lụt thành phố Trịnh Châu. Cuối cùng, cô trở thành vật tế thần và cô nên cảm thấy rất sai lầm. Một năm sau, Quốc vụ viện Đảng Cộng sản Trung Quốc triển khai công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Các hồ chứa vẫn là quan trọng nhất và xả lũ có lẽ vẫn là tiêu chuẩn. Vào 3 ngày trước, nước được xả ra từ hồ chứa Xiaolangzi ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Mặc dù cuộc họp Quốc vụ viện đã đề cập đến việc sàng lọc các kế hoạch khẩn cấp, đóng cửa những nơi có tình huống nguy hiểm và điều chuyển nhân sự. Nhưng trong hệ thống quan liêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ước tính đó chỉ là lời nói suông và rất có thể thực hiện nó một cách nghiêm túc. Làm sao các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói dối, trên dưới thực sự quan tâm đến người dân và người dân trong vùng thiên tai chủ yếu dựa vào tự lực? Người dân ở những vùng trũng thấp có hồ chứa xung quanh phải luôn căng dây chuẩn bị sớm và chạy ngay khi có thể. Vài ngày trước, một bức ảnh gây sức động về toàn bộ một tòa nhà ở Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam bị nước lũ cuốn trôi được lan truyền trên mạng. Vào thời điểm trên, nhiều nhà dân ven đường bị công trình va và đổ sập xuống nước, người dân chứng kiến cảnh tượng la hét kinh hoàng. Đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy một tòa nhà đã bị lũ cuốn trôi và ngôi nhà bị lũ cuốn trôi về phía hạ lưu. Các nhân chứng đã hét lên, ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, chìm trong nước lũ, đám đông lại hét lên, oh my god. Cư dân mạng Đại Lục nói, thật là đáng sợ, cảm giác như trời long đất lở vậy, sức ảnh hưởng quá lớn, nước chảy quá mạnh, nhà có thể bị sập. Nhiều người lo ngại, người dân chạy toán loạn và hét lên, thật kinh hoàng. Theo báo cáo toàn diện của phương tiện truyền thông Lu, vụ việc xảy ra vào 2 ngày trước tại huyện Chen Si, Hoài Hoa, Hồ Nam. Không rõ liệu có thương vong hay không. Theo thống kê của Cục Khí tượng huyện Chen Si, từ 0 giờ đến 14 giờ cùng ngày, trên địa bàn quận thường xảy ra mưa lớn, cục bộ mưa cực lớn. Tính đến 14 giờ ngày hôm đó, có 3 thị trấn có lượng mưa trong 12 giờ lớn hơn 200mm. Từ 13 giờ, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán huyện Chen Si đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt từ cấp 3 lên cấp 2. Theo báo cáo, từ tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, mưa lớn liên tục gây ra lũ lụt ở nhiều nơi trong huyện Champu, khiến đất nông nghiệp và cây cam ở làng Qinjiangtun dọc theo sông Yangtze ở thị trấn Dayangku bị ngập lụt. Đoạn Guyanjin của quốc lộ G2417 bị sạt lở đất, bao gồm cả đoạn Sanjui của thị trấn Dayangku của quốc lộ G354. Sạt lở đất nhỏ đã xảy ra ở nhiều ngôi làng ở thị trấn Jianghu. Theo thống kê chính thức từ Hồ Nam, tính đến 8 giờ ngày hôm nay, lượng mưa lớn đã khiến 250.473 người ở Hồ Nam bị ảnh hưởng. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 21.607,55 ha, 94 ngôi nhà của 42 hộ bị sập. Kính thưa quý vị, với sự xuất hiện của mùa lũ, hồ đập Thang Chan Than một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Thông Khu trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Thang Chan dâng lên nhanh chóng. Lượng mưa gia tăng đã gây khó khăn cho dự án nạo vét máng xả của hồ đập Thang Yasan và sự rò rỉ của đê quai xây dựng ngày càng lớn.
Đây là đợt xả lũ đầu tiên đến hồ đập Thang Yasan trong gần 300 ngày kể từ năm ngoái. Do lượng mưa liên tục ở thượng nguồn sông Tongku trong những ngày gần đây, mực nước của hồ đập Thang Yasan đã lên nhanh chóng. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm đó, văn phòng kiểm soát lũ lụt Myeongyang nhận được báo cáo từ các nhân viên của nhóm hồ đập thuộc Cục Quản lý nước thành phố và người phụ trách đơn vị thi công của dự án nạo vét thoát nước hồ đập Thang Yasan rằng mực nước hồ đập dâng cao từ 717,7m vào cùng ngày. Bên trái và bên phải, nước dâng lên nhanh chóng khoảng 718,6m, khiến tình trạng thấm rột của đê quai đang thi công ngày càng gia tăng, yêu cầu phải tiến hành phá ngay sự cố rò rỉ đê quai gần thượng lưu. Văn phòng kiểm soát lũ lụt Myeongyang ngay lập tức báo cáo tình hình cho phó chỉ huy của Sở Chỉ huy Kiểm soát lũ lụt Myeongyang An Chi-yoon, Giám đốc Cục Vấn đề nước Miên Dương và Phó Bí thư Đảng đoàn Hee Gong-ju thuộc Cơ quan Quản lý Sông Đô thị Myeongyang. Khoảng 13 giờ ngày hôm đó, An Chi-yoon và các nhân viên của Văn phòng Phòng chống lũ lụt nhanh chóng đến phòng tham vấn của trụ sở Phòng chống lũ lụt để nghiên cứu các công việc liên quan, đồng thời có những biện pháp quyết liệt để không xảy ra sự cố mất an toàn và báo cáo kịp thời tình hình và biện pháp xử lý có liên quan cho lãnh đạo thành phố Miên Dương. Sau khi xác minh, 12 giờ hôm qua, hồ đập Thang Yasan là nơi xả lũ đầu tiên sau đợt cứu hộ. Việc xả lũ được thực hiện thủ công, làm giảm mực nước trước đập từ 718,6m xuống 712m, với tổng lượng xả hơn 20 triệu mét khối. Việc xả lũ chính thức bắt đầu từ 12 giờ trưa hôm qua, thời gian xả lũ sẽ đến hơn 24 giờ. Do cách xả dòng có thể kiểm soát được một cách nhân tạo, nên ước tính đợt xả này sẽ không tạo thành đỉnh lũ lớn. Tuy nhiên, để chuẩn bị sẵn sàng, các ban chỉ huy phòng chống lũ của 5 quận, huyện, thành phố ở vùng hạ lưu của thành phố Miên Dương đã khẩn trương hành động và sẵn sàng bước vào tình trạng chiến đấu trong mùa lũ và nhanh chóng thông báo cho người dân và máy móc dọc hạ lưu Thang Yasan sơ tán khỏi sông để đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Thưa quý vị, tin tức mới nhất từ ban tuyên truyền Trùng Khánh Chengku cho biết hồ đập địa phương sông Lương Giang sẽ được cho nổ lần thứ hai vào ngày mai để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ. Thời gian nổ mì chính xác vẫn chưa được xác định. Yang Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Myeongba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mì lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm nay, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Myeongba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối trên giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Yang Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Myeongba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc hội và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sepu. Phóng viên được biết, thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Lung Giang đã được khôi phục. Tuy nhiên, con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt. Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro, tránh bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chengku và các quận, huyện xung quanh đã được triển khai tại hiện trường cứu hộ và công việc sửa chữa khắc phục đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày mai tại khu vực sông Lâu Giang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Hiện trường cứu hộ hồ đập đang gấp rút được cứu trợ khẩn cấp. Bão đánh sập 6 chung cư Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, ít nhất 6 tòa nhà chung cư đã đổ sập sau những trận lở đất do bão Morakot gây ra ở miền đông Trung Quốc, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Giới chức trách cho biết họ đã kéo được 6 người còn sống ra khỏi đống đổ nát tại thị trấn Pengsi của tỉnh Chiết Giang. Bão Morakot ập vào vùng duyên hải phía đông Trung Quốc hôm vừa qua, kéo theo mưa lớn gây nên những trận lở đất. Theo các báo cáo Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm qua, lở đất đã xảy ra tại Pengsi gần thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Một nhân chứng kể chỉ cần một giây, bùn và đá đã nhấn chìm các tòa nhà cao 4 tầng.
có khoảng 6 hoặc 7 chung cư với khoảng 28 gia đình ở mỗi tòa nhà đang bị chôn vùi trong gạch vụn. Đến nay có 2 người được xác nhận đã chết, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên. Xinhua cho biết các chiến dịch cứu hộ đang bị cản trở bởi những đống đổ nát phủ lên người nạn nhân. Bão Morakot đã yếu dần vào sáng sớm một ngày sau đó, nhưng vẫn ập vào miền đông nam Trung Quốc và mang theo mưa lớn. Hơn 1 triệu người đã được di tản khỏi nhà và con số thiệt mạng hiện giờ là 6, bao gồm 4 người ở tỉnh Chiết Giang và 2 người ở Phúc Kiến cùng Giang Tây. Xinhua cũng cho hay hàng trăm ngôi làng và thị trấn ngập trong biển nước, hơn 2.000 căn hộ và tòa nhà đã đổ sập. Trước khi tấn công Trung Quốc, bão Morakot đã đổ mưa xuống Đài Loan cuối tuần trước, nước dâng cao hơn 2 mét tạo nên trận lụt tồi tệ nhất trong 50 năm qua tại đây. Sáng hôm nay, các nhóm cứu hộ vừa tìm thấy một số người sống sót từ trận lở đất hôm Chủ nhật đã chôn vùi khoảng 600 người vào ngôi làng miền núi Xiaolin phía Tây Nam. Theo BBC đưa tin, khoảng 50 người thoát được nguy hiểm và 150 người khác được phát hiện còn sống tại những nơi trong làng. Đội trực thăng cứu hộ đã thả thức ăn và cố kéo số người này ra khỏi làng bởi các con đường bị lũ làm sạt lở, còn điện nước đều bị cắt nguồn. Ở các nơi khác, số ca tử vong được xác nhận là 38, bên cạnh hàng chục người bị thương và mất tích. Morakot cũng là thủ phạm gây mưa lớn ở miền Bắc Philippines, làm chết ít nhất 22 người hồi tuần trước. Tại Nhật Bản, bão lớn Eto với sức gió lên tới 108 km/h khiến nhiều khu vực trở nên nguy hiểm vì lũ lụt lẫn lở đất và con số thiệt mạng đến nay là 12 người. Bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Tokyo hôm nay kèm theo những cảnh báo toàn quốc về mưa lớn và sạt lở. Bão lớn và bão nhiệt đới thường ghé thăm khu vực này trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9. Lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy lũ lụt ở Đồng Nhân, Quý Châu tràn trên đường phố. Nhiều phương tiện bị ngập, một số người phải nhảy khỏi xe để thoát thân. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam bị ngập lụt. Lũ lụt xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc và Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng vào ngày hôm qua. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ ở Đồng Nhân, Quý Châu đang ảo ạt trên đường phố. Nhiều phương tiện bị ngập, một số người đã nhảy khỏi xe để thoát thân. Lượng mưa khiến mực nước sông Dương Tử dâng cao, biến bãi sông Vũ Hán thành bãi tắm. Và một ngày trước đó đã có mưa bão lớn ở Thành Đô ở Tứ Xuyên, Khuyên ở Quý Châu, Chenju ở Hồ Nam, Gangju ở Giang Tây, Quế Lâm ở Quảng Tây, Huệ Châu ở Quảng Đông và mưa cực lớn ở Liễu Châu ở Quảng Tây và Sơn Vĩ ở Quảng Đông. Ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp với mưa lớn lên cấp 3, cảnh báo 6 tỉnh, khu vực gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quảng Đông sẽ có mưa lớn. Lượng mưa tích lũy ở một số khu vực có thể lên tới 100-200mm. Từ ngày đầu tháng, mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi ở Quý Châu gây ra lũ lụt. Video trực tuyến cho thấy vào 2 ngày trước, trong Grand Gyeongju, nước tràn vào khu đô thị, mọi người vội vã trên đường phố tìm đường về nhà. Một số người dân đã quay video và hét lên, "Trời ơi, hãy nhìn mưa rơi." Lượng mưa khiến các con sông ở một số khu vực bị dâng cao, đường xá bị sập và đất trồng trọt bị ngập lụt. Một số xe tải ô tô con bị ngập quá nóc, một số người dân phải nhảy xuống thoát thân. Video cho thấy một đường hầm ở Quý Châu bị ngập trong nước lũ. Những người quay phim nói không xe nào vượt qua được. Cục Khí tượng Hồ Bắc đưa tin, mây dày đặc bao phủ bầu trời Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, mây cuộn, có nơi mưa vừa đến mưa to. Dự báo từ chiều tối ngày hôm qua đến ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to. Mưa to cục bộ kèm theo đối lưu mạnh như sấm sét, mưa to trong thời gian ngắn và gió giật mạnh. Lượng mưa đã khiến mực nước đoạn Vũ Hán trên sông Dương Tử tiếp tục dâng cao. Một số vùng trũng thấp hơn ở bãi sông Hán Khẩu đã bị nhấn chìm trong nước sông, ở bãi sông trở thành bãi biển. Nhiều nơi ở Hồ Nam đã có mưa bão. Một cư dân mạng đã đăng trên Weibo một đoạn video nói rằng làng Gumayai ở Trương Đức đã bị ngập lụt. Một đoạn video khác cho thấy một vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một nơi nào đó ở Hồ Nam với những ngôi nhà bị cuốn trôi và cảnh tượng lộn xộn. Từ mấy ngày nay, tỉnh Shanxi ở tỉnh Hồ Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo thông báo của thời tiết Hồ Nam, 6 trạm quan sát ở huyện Phượng Hoàng đã trải qua mưa bão lớn. Lượng mưa tối đa là 246,5mm ở thị trấn Du Li, thị trấn Liêu Gia Kiều. Lượng mưa lớn khiến sông Phanh Hoang, Châu Giang dâng cao. Lũ tràn bờ sông, tràn vào nhà dân, thành cổ Phanh Hoang bị ngập cục bộ.
nhiều tuyến phố trong thành phố cũng bị tích nước ở nhiều mức độ khác nhau. An Huy cũng đã trải qua mưa lớn. Cục khí tượng An Huy đã công bố tin tức vào ngày hôm nay. Tính đến 18 giờ 10 ngày hôm nay, Lu'an, Fengyang, Uhe, Bengbu và Heyuan đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, yêu cầu người dân địa phương cần đề phòng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục và trên diện rộng trong những ngày qua, mực nước của lưu vực sông Châu Giang ở Quảng Châu đã dâng cao một cách bất ngờ. Theo tin tức do Cục Thủy văn tỉnh Quảng Đông công bố, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ ngày hôm qua, một số trạm thủy văn ở Quảng Châu đã có mực nước dâng cao lần đầu tiên trong 50 năm qua và một lần nữa trong 100 năm ở tỉnh này. Cùng ngày, do ảnh hưởng bởi mực nước dâng cao, lũ lụt quy mô lớn đã xảy ra ở cả hai bên bờ sông Châu Giang và Quảng Châu và các con đường cũng bị đình chỉ do bị ngập nặng. Theo tin tức từ Cục Thủy văn Quảng Đông, bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn, trận lũ số 5 năm 2022 xảy ra trên sông Tây Giang từ mấy ngày trước và trận lũ số 3 năm 2022 lần lượt xảy ra ở sông Bắc Giang và sông Hán Giang. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2009 ở Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang. Lượng lớn nước lũ đổ về hạ lưu khiến mực nước sông Châu Giang ở Quảng Châu và Phật Sơn dâng cao. Theo Hồng Kông Weihu.com, vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, có thể thấy trên đường Nhanjiang Mide, Quảng Châu, một số lượng lớn bèo từ thượng nguồn sông Châu Giang trôi xuống và mực nước tăng nhanh chóng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, mực nước sông Châu Giang đã dâng hơn 1 mét. Dưới chân cầu Haiju ở Quảng Châu, lũ đã phá vỡ những viên gạch xi măng trên mặt đất và tràn vào đường Han Yang. Một số tuyến đường có nền tương đối mỏng manh bị ngập sâu hơn nửa mét chẳng khác nào xả lũ. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, độ sâu ngập lụt của nhiều đoạn đường trên Nanyang Middle Road đã vượt qua 30cm. Có nhiều phương tiện lội nước, nước lũ ngập nửa bánh xe. Các nhân viên giao thông vận tải Quảng Châu, quản lý đô thị, sửa chữa khẩn cấp thành phố và các bộ phận khác bắt đầu làm việc ở đoạn đường bị ngập, chặn nước bằng bao cát và cấm người đi bộ và phương tiện di chuyển tại khu vực này. Tại ga tàu điện ngầm Haeju Square, một số nhân viên nhà ga đã xuất hiện ở lối ra để theo dõi mực nước và thực hiện các biện pháp đóng cửa bất cứ lúc nào. Ông Chen, công dân Quảng Châu cho biết mỗi năm một hoặc hai lần, nước từ sông Châu Giang tràn vào khu vực đô thị ở Quảng Châu, nhưng năm nay đặc biệt rõ ràng là rất nhiều nước. Theo bộ phận thủy văn, mực nước sông Châu Giang sẽ vượt quá mức cảnh báo vào ban ngày và mực nước chiều cao nhất 1,1 mét trên đường. Cảnh báo sẽ xuất hiện ở khu vực đô thị trung tâm của Quảng Châu kể từ 11 giờ 30 phút trở đi là một lần trong một thế kỷ. Nước sâu 2,61 mét và vào lúc 12 giờ 30 phút, mực nước chiều cao nhất sẽ là 2,9 mét. Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, trong tuần tới tiếp tục có mưa lớn trên lưu vực, mực nước các sông lớn sẽ lên trở lại sau khi mực nước rút, lũ có thể xuất hiện trở lại. Thưa quý vị, một trận lở đất ở huyện Chengku, Trùng Khánh tạo thành dòng chảy lũ chậm từ một hồ đập. Vào ngày hôm qua, các nhân viên cứu hộ đã khảo sát địa điểm xảy ra sạt lở đất và khoảng 0 giờ 10 phút ngày hôm trước, một vụ sạt lở đất đã xảy ra theo hướng từ thị trấn Miaba, huyện Chengku, Trùng Khánh về quận Lỵ, chặn sông Liêu Giang chảy qua thị trấn Miaba và tạo thành một hồ đập đe dọa trực tiếp đến thị trấn Chengku, County Miaba, Pingba và thị trấn Daiju, thành phố Vạn Viên, tỉnh Tứ Xuyên và các thị trấn khác cũng như các làng và cộng đồng lân cận. Hiện hàng chục nghìn người dân trong vùng ảnh hưởng của hồ đập đã được di dời hoàn toàn. Tin tức mới nhất từ Ban tuyên truyền Trùng Khánh Chengku cho biết, hồ đập địa phương sông Liu Yang sẽ được cho nổ lần thứ hai vào ngày hôm qua để giải phóng lũ lụt. Hiện nay, vật liệu đang được lắp đặt tại hiện trường cứu hộ, thời gian nổ mìn chính xác vẫn chưa được xác định. Yao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miaoba và đang thảo luận tại chỗ về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập. Vào khoảng 21 giờ tối ngày hôm trước, các bộ phận liên quan đã tiến hành nổ mìn xả lũ lần đầu tiên của hồ đập ở thị trấn Miaoba. Lưu lượng xả lũ tăng từ 60 mét khối trên giây trước khi nổ mìn lên 70 mét khối trên giây. Đến nay, mực nước hồ đập đã giảm từ 15 mét trước khi nổ mìn xuống còn khoảng 9 mét. Theo tin tức mới nhất tại hiện trường, Yao Yong, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước đã đến thị trấn Miaoba và đang thảo luận về kế hoạch nổ mìn lần thứ hai cho hồ đập với các chuyên gia từ Văn phòng Quốc hội và Phó Thị trưởng Trùng Khánh Liu Sepu. Phóng viên được biết, thông tin liên lạc tại địa điểm cứu hộ đập sông Liêu Giang đã được khôi phục, tuy nhiên con đường chính vận chuyển trên bộ vẫn đang trong tình trạng gián đoạn do lũ lụt.
Nhiều người cứu hộ chỉ có thể đi bằng thuyền xung kích và thiết bị đào và vận chuyển quy mô lớn vào công trường để loại trừ rủi ro bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các máy xúc được huy động từ Chengdu và các quận huyện xung quanh tại hiện trường cứu hộ đã được triển khai và công việc xây dựng đã bắt đầu. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày mai tại khu vực Niujiang sẽ có mưa lớn, có thể hình thành lũ và đe dọa an toàn thân đập. Một quan chức cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc cho biết, đến nay họ không thể kiểm chứng được số phận của khoảng 450 người ở một ngôi làng tại vùng núi bị đất lở chôn vùi sau khi bão Morakot quét qua. Quan chức có tên Wang cho biết, khoảng 150 người đã được trực thăng quân đội và các phương tiện khác cứu thoát trong trận lở đất vào sáng ngày Chủ nhật ở làng Shaolin, miền nam hòn đảo Đài Loan. Tờ United Evening News hôm nay dẫn lời một trong những người dân làng được cứu thoát, Lin Chen Chung, cho hay anh tin rằng 600 người đã bị chôn vùi trong trận lở đất. Theo anh, lở đất đã bao phủ một phần lớn của làng. Làng Shaolin hiện vẫn bị chia cắt với cả thế giới sau khi nước lũ phá hủy cây cầu cách làng khoảng 12 km. Trực thăng của quân đội thả lương thực xuống làng và cứu người sống sót. Quân đội Đài Loan đã cứu khoảng 260 người ở khu vực quanh ngôi làng bị lở đất chôn vùi hôm Chủ nhật. Trong khi đó, một chiếc trực thăng với 3 người trên khoang đã bị đâm vào núi khi đang cứu người dân làng có nhà bị phá hủy trong trận bão Morakot. 260 người được cứu sống ở xung quanh ngôi làng Xiaolin bị lở đất vùi lấp. Còn hiện vẫn không có thông tin gì về số phận của hàng trăm người ở chính ngôi làng ở nam đảo Đài Loan này. Trận lở đất do bão Morakot gây ra đã chôn vùi cả ngôi làng ở vùng núi xa xôi Xiaolin vào hôm Chủ nhật vừa qua, khiến số phận của ít nhất 450 người hiện vẫn chưa được rõ. Trận bão đã nhấn chìm nhiều vùng của Đài Loan sâu tới 2 mét trước khi di chuyển về Trung Quốc đại lục. Trong khi đó, theo quan chức phụ trách thảm họa Đài Loan Chen Chung-che, một chiếc trực thăng với 3 thành viên phi hành đoàn đã bị đâm vào núi vào ngày hôm nay do thời tiết xấu. Khi đó, máy bay đang bay tới Utai, vùng núi ở phía nam Bình Đông. Các đài truyền hình trước đó đưa tin có 6 người trên trực thăng. Ông Chen cho hay xác của máy bay có thể nhìn thấy dưới sông nhưng không rõ liệu ai còn sống sót hay không. Và ngày hôm nay, giới chức Đài Loan cho hay ít nhất 41 người được khẳng định là đã thiệt mạng và 60 người vẫn đang mất tích sau khi bão Morakot quét qua. Con số này chưa bao gồm những người dân ở làng Xiaolin. Thưa quý vị, lũ lụt cũng đã khiến hơn 8.000 tàu hàng và thuyền đã bị kẹt trên suốt chiều dài 40 km tại khúc sông nối Chiết Giang với Thượng Hải. Báo chí Trung Quốc gọi đây là vụ tắc nghẽn nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Theo hãng tin Xinhua, vụ nghẽn sông kéo dài tại khúc nối liền Thượng Hải với thành phố Hồ Châu thuộc tỉnh Chiết Giang. Nguyên nhân là do mực nước sông đã dâng lên tới cao mức kỷ lục khi trận bão Morakot tạo nên những trận mưa xối xả trút xuống miền đông Trung Quốc. Mưa lớn gây ngập lụt ở khu vực này và khiến nước sông dâng cao đến mức kỷ lục, có lúc lên đến 5,36m. Cơn bão này trước đó đã tàn phá đảo Đài Loan. Vẫn theo Xinhua, khúc sông bị tắc nghẽn dài 145 km là tuyến đường thủy lớn chuyên chở 80% than đá dùng cho các nhà máy phát điện tại Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô. Tờ China Daily cùng ngày dẫn tin một nhân viên quản lý cảng ở Hồ Châu cho biết tuyến đường thủy nối Thượng Hải và Chiết Giang đã bị đóng cửa trong 13 ngày vì lý do an toàn. Các giới chức Trung Quốc trước đó đã loan báo dịch vụ chuyên chở trên thủy lộ này sẽ được tiếp tục lại khi nào mực nước an toàn trở lại. Các dịch vụ vận tải không thể được nối lại cho đến khi nước rút bớt, một quan chức quản lý đường thủy nói. Tuy vậy, hiện chưa rõ tình trạng ách tắc này sẽ kéo dài bao lâu dù cơ quan chức năng đang tiến hành những bước cần thiết với nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình trạng tắc nghẽn này. Morakot là cơn bão thứ 8 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Bão đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính 1,33 tỷ đô la Mỹ. Vào lúc 12 giờ 52 phút ngày thứ hai tuần trước, một trận động đất có cường độ 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên với trọng tâm là 18 km. Tâm chấn này nằm ở 29,59 độ vĩ Bắc và 102,08 độ kinh Đông. Trận động đất này cho thấy một vết đứt gãy do trượt tấn công. Sau trận động đất, Cục Quản lý Động đất Tứ Xuyên đã ngay lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp động đất cấp độ 2, thành lập trụ sở khẩn cấp, tổ chức cuộc họp khẩn cấp, sắp xếp công tác ứng phó khẩn cấp, điều tra xác minh tình hình động đất và thảm họa, đồng thời phối hợp với địa phương, chính phủ để cứu trợ động đất.
trụ sở cứu trợ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp động đất cấp 2 lên cấp 1. Bộ Quản lý Khẩn cấp đã chính thức công bố bản đồ cường độ của trận động đất lớn với cường độ 6,8 độ Richter. Từ 18 giờ ngày hôm qua, tỉnh Tứ Xuyên chấm dứt hoạt động ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 đối với trận động đất. Tính đến 17 giờ ngày thứ Hai, trận động đất đã khiến 93 người thiệt mạng, trong đó có 55 người ở tỉnh Gansu và 38 người ở thành phố Yan. 25 người khác bị mất liên lạc, trong đó có 9 người ở Hạt Lu và 16 người ở Hạt Simian. Theo xác định chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, trước đó một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, với tiêu cự sâu 18 km và tâm chấn ở 29,59 vĩ độ Bắc và 102,08 độ Kinh Đông. Mạng lưới động đất Trung Quốc xác định tự động vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày, một trận động đất với cường độ khoảng 3,1 độ Richter đã xảy ra gần huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên và tâm chấn là 29,56 độ vĩ Bắc, 102,13 độ Kinh Đông. Tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, đã ghi nhận được 3 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên, gồm có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, một trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và 2 trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Tính đến 20 giờ, đã ghi nhận tổng cộng 6 dư chấn có cường độ mạnh 3,0 độ Richter trở lên. Trong đó có một trận động đất cường độ 6,0 đến 6,9, một trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 4,0 đến 4,9 độ Richter và 3 trận động đất có cường độ 3,9 độ Richter. Cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên cho biết, theo hệ thống đánh giá nhanh thảm họa động đất Tứ Xuyên, cường độ trận động đất cao nhất đạt cấp độ 4. Diện tích từ vĩ độ 6 độ trở lên là khoảng 13.011,65 km2 và dân số khoảng 580.000 người. Mạng lưới động đất Trung Quốc tự động xác định rằng vào lúc 19 giờ 26 phút cùng ngày, một trận động đất có cường độ 3,7 độ Richter đã xảy ra gần huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn ở vào khoảng 29,52 độ vĩ Bắc, 102,24 độ Kinh Đông. Tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đã ghi nhận tổng số 10 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có một trận động đất có độ lớn 6,0 đến 6,9, một trận động đất có độ lớn 5,0 đến 5,9, một trận động đất có độ lớn 4,0 đến 4,9, có 9 trận động đất với cường độ 3,9 độ Richter và dư chấn lớn nhất là 4,2 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 22 giờ 46 phút, sau đó 2 ngày, một trận động đất có cường độ 2,9 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, tâm chấn ở khoảng 29,67 độ vĩ Bắc, 102,06 độ Kinh Đông với trọng tâm là 10 km. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định 3 ngày sau đó vào lúc 15 giờ 12 phút, một trận động đất có cường độ 3,3 độ Richter xảy ra tại huyện Lut, tỉnh Gansu, Tứ Xuyên, vị trí ở vào khoảng 29,78 độ vĩ Bắc, 102,01 độ Kinh Đông với trọng tâm là 10 km. Tính đến 8 giờ ngày hôm qua, tổng số 2.715 cơn dư chấn đã được ghi nhận, 16 cơn dư chấn có độ lớn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có một trận động đất mạnh 6,0 đến 6,9 độ Richter, 10 trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter và 2 trận động đất 4,0 đến 4,9 độ Richter, 14 trận động đất có cường độ 3,0 đến 3,9 độ Richter, 2.699 cơn dư chấn từ 4,5 độ Richter xuống dưới 3,0 độ Richter. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định vào lúc 13 giờ 17 phút ngày 22 tháng 10 năm 2022, một trận động đất có cường độ 5,0 độ Richter xảy ra ở huyện Lut, vị trí ở 29,61 độ vĩ Bắc, 102,03 độ Kinh Đông thuộc khu tự trị Tây Tạng Gansu, tỉnh Tứ Xuyên với trọng tâm là 12 km. Huyện Lut trực thuộc tỉnh tự trị Tây Tạng Gansu ở tỉnh Tứ Xuyên nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng và lưu vực Tứ Xuyên. Trong lãnh thổ Lut là một vùng núi và hẻm núi điển hình, có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Công Ga và công viên rừng sông băng Halugu là một trong những điểm thu hút khách du lịch tham quan ở Tây Tứ Xuyên. Năm 1935, Hồng quân đã giành được chiến thắng vang dội trên cầu Lut, quận có diện tích 2.165 km2 và 8 thị trấn trực thuộc. Các ngôi làng cách trận động đất 5 km bao gồm Ping Sang, San Shuping, Ban Xian Street, King Siban, Man Yao và Đông Giang Kiao. Các thị trấn trong vòng 20 km là Mo Si Town, Detu Town và Yang Yihu Town.
tâm chấn cách hạt Lut 39 km, cách thành phố Kangding 47 km, cách huyện Siem Mian 48 km, cách huyện Sien Won 62 km, cách huyện Jingjing 78 km, cách tỉnh tự trị Tây Tạng Gazi 52 km và cách 226 km đi khỏi thành đô. Độ cao trung bình trong vòng 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 2.722 m. Nguyên nhân động đất. Theo phân tích toàn diện của các chuyên gia về động đất, tâm chấn của trận động đất nằm gần đứt gãy Moshi ở phần đông nam của đới đứt gãy thời gian Xianchihe. Liu Qiao, một nhà nghiên cứu tại Viện Môi trường và Nguy hiểm Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, gọi tắt là Viện Núi Thành Đô thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, hiện nay quy mô lượng băng tuyết lở ở sông băng Haligu trong trận động đất Lut là không lớn. Khu vực lưỡi băng phẳng tầm xa bên dưới thác băng có một vùng đệm tốt cho sự di chuyển của các vật liệu băng và tuyết đã sụp đổ. Và đánh giá sơ bộ là lở băng ít có khả năng gây ra thảm họa hoặc hơn nữa tạo thành một chuỗi thảm họa.